Chào các em học sinh thân mến Trong cái video số 3 về mệnh đề quan hệ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài tập số 5 Cũng như trong các bài tập trước thì thầy sẽ sửa các bài tập này và trong lúc sửa bài tập thì thầy sẽ nói phần lý thuyết luôn Trong các video trước đây thì thầy cũng đã đề cập có khoảng 4, 4 cái video thầy nói rất là kỹ về cái mệnh đề quan hệ và trong đó nó có đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ rất là rõ rồi. Thì bây giờ thầy sẽ không làm cái video về lý thuyết nữa mà thầy sẽ làm về bài tập và trong lúc giải bài tập này thì thầy sẽ nhắc lại lý thuyết về mệnh đề quan hệ cũng như trạng từ quan hệ. Câu số 1. This is the house we often stay in. This house in summer. Đây là căn nhà chúng tôi thường ở trong cái căn nhà này vào mùa hè thì cái căn nhà này lúc này á là nó không phải là cái cái gì đó một cái cái thực thể nữa mà nó là một cái nơi ở stay in ở đây chúng ta ở trong cái căn nhà này thì nó là một cái nơi rồi ha. Vì thế chúng ta viết lại là this is the house where chúng ta dùng trạng từ quan hệ là where để chúng ta viết lại trạng từ quan hệ chỉ nơi trốn nơi mà chúng ta ta sống thì trong cái từ căn nhà này chúng ta sẽ sẽ bỏ đi stay in nó là tương đương với từ que câu số 2 tôi sẽ chỉ cho bạn the second hand shop tôi sẽ chỉ cho bạn cái cái shop đồ bán đồ đã qua sử dụng bán đồ second hand bạn có thể tìm thấy những cái cái quyển sách rất là có giá trị ở trong cái shop này. Thì thứ nhất là cái shop cái shop second hand. À, thứ nhất là cái shop second hand này. Ở à, trong câu thứ hai thì chúng ta sẽ có cái shop này thì cái shop này lúc này nó không phải là cái cái thực thể nữa ha mà là cái nơi ha nó in this shop thì chúng ta sẽ viết lại nó có hai cái giống là bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cái shop bán đồ cái nơi mà bạn có thể tìm tìm được những quyển sách có giá trị thì cái in this shop này lúc này chúng ta sẽ đưa lên để làm cái cầu nối ở đây nó sẽ làm cái cái trạng từ quan hệ ở đây trong cái cái shop này thì lúc này nó là where thì từ cái từ where này trở về phía sau nó là cái cái mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ này nó có trạng từ quan hệ ha. nó sử dụng trạng từ quan hệ where tôi sẽ chỉ cho bạn cái shop cái nơi mà bạn có thể tìm thấy những quyển sách có giá trị câu số 3 tôi đã không quyết định cái ngày tôi chưa quyết định cái ngày ha tôi đã không quyết định cái ngày rồi tôi sẽ đi London vào cái ngày đó Tức là mình chưa quyết định ngày Cái ngày mà mình đi London đấy Thì lúc này Cái ngày là Cái ngày là cái 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 khoảng thời gian On that day Cái ngày nó đề cập đến thời gian các bạn ha Chứ nó không phải đề cập đến một cái Cái vật cụ thể nào đó Mà nó là một cái cái khoảng thời gian Vì thế chúng ta sẽ dùng cái Cái trạng từ cái trạng từ quan hệ là chỉ thời gian là when thì chúng ta sẽ bỏ on that day đi I haven't decided the day when I'll go to London tôi vẫn chưa quyết định cái ngày khi mà tôi đi đi London cái ngày tôi sẽ đi London câu số 4 anh ấy được sinh ra vào cái ngày rồi sau nữa cha của anh ấy thì đã đã bỏ đi vào ngày ngày đó he was born on the day câu số 4 này câu số 4 này nó cũng nói đến một cái on that day nó là cái cái khoảng thời gian ha nó là vào cái ngày đó thì chúng ta chỉ việc sử dụng là when he was born on the day when his father was away the book is a telephone directory. À, cái quyển sách là cái cái quyển sách là một cái danh bà điện thoại. We can look up the telephone numbers in this book. Chúng ta có thể tìm kiếm cái số điện thoại ở ở trong cái quyển sách này. Thì trong câu 5 này chúng ta có cái chủ thể là cái quyển sách. Đây vì thế chúng ta sử dụng cái này để để làm cái 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 cụm để giải thích cái quyển sách chúng ta có thể lookup là chúng ta có thể tìm kiếm cái số điện thoại ở trong đó. Cái disc book này thì chúng ta cái quyển sách rồi cái quyển sách này thì chúng ta bỏ lên đây chúng ta để chúng ta thay nó thành một cái cái đại từ quan hệ which ở đây. Cái quyển sách cái quyển sách này. Nhưng mà nó có in ở đây. Ở trong đó thì chúng ta có cái giờ in nó lên đây in ở trong đó à. ở trường hợp này in which á, mình có thể xem nó tương đương với từ where nhưng mà mình không dùng từ where ở đây nếu mình dùng từ where ở đây thì nó không không hay ha cái where thì nó có gì ăn mang cái dáng dấp có vẻ nó nơi trốn hơn là một cái cái vật dụng mình có thể cầm đi cầm lại một cái vật dụng mang đi mang lại được thì mình không nên dùng cái nó là cái từ where ha. ở đây chúng ta sử dụng là which in which ở trong cái vật dụng đó đó à ở bên trong cái vật dụng đó chúng ta có thể tìm kiếm được những cái số điện thoại đây cái phần tô màu vàng này chính là cái mệnh đề quan hệ mà chúng ta sử dụng cái đại từ quan hệ là which đi cùng với cái giới từ là in câu số 6 câu số 6 là bà Brown đã gọi điện cho ông Brown ông ấy thì đang tiến hành một cái cuộc phẫu thực gấp ở tại cái ở tại thời điểm này rồi at that moment, at that moment thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái trạng từ chỉ thời gian đó là when. Thì chúng ta viết là bà Brown gọi cho ông Brown khi mà ông ấy đang thực hiện cái cuộc phẫu thuật gì đó. When. Đây, đây cái mệnh đề này là cái mệnh đề chỉ thời gian ha. Thời gian của một cái hoạt động nào đó đang xảy ra. Câu số 7, cái phi trường này là cái phi trường hiện đại nhất. Chúng tôi sẽ đến ở phi trường này chúng tôi sẽ đến tại cái phi trường này tại cái phi trường thì phi trường nó chỉ nơi trốn thì cái phi trường cái nơi mà chúng tôi đến thì nó là hiện đại nhất thì cái nơi mà chúng tôi đến đấy thì nó dùng để nó giải thích cho cái phi trường vì thế cái nơi mà chúng tôi đến là đây cái cụm này đây bây giờ chúng ta sẽ chen vào đây chúng ta để giải thích cho cái phi trường phương trường hiện đại ha. Cái nơi chứ không phải là cái ha, mà là gọi là cái nơi. Câu số 8, cô ấy không muốn nói về cái cái lý do nguyên nguyên do cô ấy ly dị chồng của cô ấy vì cái lý do này. Đây cô ấy không muốn tiết lộ, không, cô ấy không muốn nói đến cái lý do. Cô ấy đã ly dị chồng cô ấy à, vì cái lý do này. Thì câu này chúng ta sẽ viết lại là ở đây chúng ta có hai cái lý do ha. Họ, tức là chúng ta có đề cập đến cái lý do ở hai câu thì chúng ta sẽ viết lại là cái cái lý do là chúng ta sẽ sử dụng cái trạng từ quan hệ là cái từ why she doesn't want to speak the the cause the cause giống như the reason ha to speak of the the cause or the reason the reason why she cô ấy không muốn nói không muốn nói về cái nguyên do nguyên nhân tại sao cô ấy ly dị chồng của cô ấy câu số 9 cái ngày những ngày mà những ngày buồn nhất ha, những ngày mà những ngày buồn nhất ấy tôi sống xa xa nhà vào những ngày đó tức là những ngày mà tôi sống xa nhà là những ngày buồn nhất là những ngày mà những ngày buồn nhất thì ở đây thì chúng ta tách cái chỗ này ra chúng ta tách cái cái chủ ngữ với lại cái vị ngữ này ra thì chúng ta sẽ bỏ cái cái lúc mà chúng ta sống xa nhà này vào để chúng ta giải thích cho những cái ngày mà chúng ta buồn, vào những ngày buồn đó. Thì chúng ta mang những ngày buồn này chúng ta bỏ vô đây để chúng ta giải thích những ngày mà khi mà sống xa nhà đó, đó là những ngày buồn nhất, những ngày mà khi mà khi mà tôi sống xa nhà on the days thì chúng ta được được thay thế bằng cái từ when ở phía trước vì thế chúng ta bỏ nó đi cái phần thầy tô màu đỏ đó chính là cái phần mệnh đề quan hệ câu số 10. tôi chưa bao giờ quên tôi chưa bao giờ quên cái công viên chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên ở tại công viên này thì đây là cái công viên và ở tại cái công viên này cái công viên này công viên này là cái nơi mà chúng tôi gặp nhau chứ không phải cái ha này nó đến cái vị trí chúng ta thấy cái giới từ at ở đây à, chúng ta cũng có thể viết là at which ha nếu mà chúng ta đề cập cái công viên này ở tại đó là at which vẫn được ha ở tại công viên này thì at which như thế này we met each other for the first time chúng ta có thể viết at which như thế này hoặc nếu mà chúng ta không viết at which thì chúng ta có thể viết là cái nơi mà chúng ta chúng tôi gặp nhau chúng tôi chưa bao giờ quên cái công viên mà ở tại đó ở tại chỗ đó where at which chúng ta viết cái từ where thì nó sẽ hiện cái gì nó sẽ hiện cái rõ cái nơi chốn gặp nhau hơn ha chúng tôi chưa bao giờ quên cái công viên cái nơi mà chúng tôi lần đầu gặp gỡ bài tập số 6 đây là một cơ hội đây là một cơ hội hiếm hoi bạn nên tận dụng nó để có một cái công việc tốt hơn tận dụng nó nó ở đây là với lại một cái cơ hội thì nó chính là cái từ which nhưng mà chúng ta sẽ kết hợp với lại cái 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 đây cái của nó đây của nó ở đây chúng ta không dùng là who mà là chúng ta sẽ sử dụng là of which là của nó ha đây là cái cơ hội of which này mà bạn nên nên tận dụng ha. Of each each với lại cơ hội này là giống nhau vì sao chúng ta thay thế cái từ X bằng từ which ha. đây là cái cơ hội mà của cái cơ hội này ha của nó cơ hội của nó đây là một cơ hội hiếm hoi của... tận dụng nó để để có được công việc tốt hơn cậu trai này là anh em họ của tôi Chúng ta sẽ viết lại, cũng tận dụng cái, sử dụng cái, cái giới từ này luôn ha. Of him ở đây. Thì chúng ta sẽ viết lại thành là of. Of này là him này, nó ở tân ngữ. Vì thế mình viết of him vô ha. Chúng ta sẽ, thay chúng ta sẽ dời lên đây, như thế này. Đây là cái anh em họ của tôi ha. Mà với anh ấy, ha? of, of, of him ha. Không, tại vì là nó nó nằm phía sau make nó chỉ người ha thì chúng ta thay thế bằng home. Cái vấn đề này là một cái vấn đề đây là một cái vấn đề, cái vấn đề này thì rất là quan trọng ha. Cái vấn đề này thì quan trọng bạn nên chú ý nó đấy. Bạn nên chú ý đó. Pay, pay attention to it. Câu số 3 này cái vấn đề này thì bạn nên chú ý thì nó là quan trọng đấy. Thì cái vấn đề quan trọng này thì nó được cái câu là bạn nên chú ý tới nó, nó nó bổ nghĩa, nó làm rõ nghĩa. Hay chúng ta dán nó vô đây. Thì cái matter, matter này này nó là cái 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 sự vật, sự việc ở đó thì chúng ta sử dụng là which which you should pay attention to it. Chúng ta có which rồi thì chúng ta sẽ bỏ it này đi ha. Còn cái giới từ tu này chúng ta sẽ mang đến phía trước lúc này thì mang đến phía trước cái từ which cái this matter this matter này thì nó là nó chỉ định ha vấn đề chỉ định vì thế cái từ matter này nó đã được rõ nghĩa nó không cần phải giải thích cũng được nữa ha chúng ta bỏ như thế này cái vấn đề này mà đối với vấn đề đó đó bạn cần quan tâm thì cái vấn đề này nó quan trọng lắm ha cái người phụ nữ cái người phụ nữ này cái người phụ nữ này sống ở cạnh nhà tôi ha You gave place to her on the bus. Bạn đã nhường ở chỗ ngồi cho cô ấy ở trên xe buýt ấy. Cô ấy với lại cái người phụ nữ này, nó là một chủ thể, nó một chủ thể chỉ người. Nhưng mà cô ấy này nó nằm ở ở phần tân ngữ. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng không sử dụng who mà chúng ta sẽ sử dụng whom. Thì chúng ta sẽ viết lại là cái người phụ nữ này mà cái người mà ha chúng ta bỏ hơ ở đây thì chúng ta thêm cái cái hùm vô đây rồi chúng ta sẽ mang cái giới từ này lên trên luôn hay à, là giới, giới, từ này tu hùm rồi mang cái mệnh đề này lên trên để chúng ta làm để giải thích ha. cái người phụ nữ cái người mà bạn nhường cái cái chỗ ngồi đó ở trên xe buýt thì sống ở ở cạnh nhà tôi đây cái phần mà tô màu vàng này chính là cái phần mệnh đề quan hệ nó giải thích cho cái người phụ nữ sống cạnh nhà tôi thì có một yếu tố để nhận diện được người phụ nữ này nữa đó là bạn đã nhường cái chỗ ngồi của bạn trên xe buýt cho bà đó đó cái người phụ nữ mà bạn đã nhường cái ghế ngồi của bạn trên xe buýt cho bà thì là sống ở nhà ở cạnh tôi cạnh nhà tôi đấy câu số 5 cái kỳ thi nó kéo dài 2 ngày tôi đã thành công trong cái kỳ thi này thì mình sẽ viết lại là cái kỳ thi cái mà tôi thành công đấy thì nó kéo dài 2 ngày thì từ kéo dài 2 ngày này nè cái kỳ thi thì chúng ta sử dụng là which thì chúng ta bỏ cái this examination này đi cái giới từ in này ở đây thì chúng ta sẽ đặt vô đây cái kỳ thi mà ở ở đó đó tôi đã thành công thì nó kéo dài hai ngày thì nguyên cái cụm này nó chính là mệnh đề quan hệ câu số 6 đây là cái kết quả công việc của chúng tôi kết quả của công việc chúng tôi tôi rất là hài lòng về nó thì ở đây hài lòng là hài lòng về nó là cái kết quả của công việc thì kết quả của công việc là cái cụm từ cần được giải thích cụm từ cần được giải thích thì thế chúng ta sẽ viết lại là đây là kết quả của công việc cái mà tôi rất là hài lòng rồi chúng ta sẽ bỏ từ ít này đi và chúng ta sẽ mang cái giới từ này lên trên with which with which đây là cái kết quả của công việc của chúng tôi mà với nó chúng tôi đó chúng tôi rất hài lòng à no này cái này viết hoa bản không đậu xe có một cái bản hiệu không đậu xe tôi đã không nhận thấy tôi đã không nhận thấy cái bản đó thì giống như cái câu số 6 thì đây nguyên cái cụm này đó là một cụm cần được giải thích mình đã không không thấy không nhận biết được cái 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 biển báo này thì mình sẽ mang cái op này lên luôn ha of which I do not take notice có một cái biển báo là không đậu xe ha có một biển báo là không đậu xe mà tôi đã không nhận thấy tôi không nhận biết được nó ha cái câu số 8 ông Brown là cái người đàn ông tôi phải chịu trách nhiệm với ông ấy về công việc của tôi thì cái him này với lại cái cái người đàn ông là nói đến một chủ thể ở đây thì chúng ta nói là cái him này nó nằm ở tân ngữ ha nó nằm sau cái to be hay vì thế chúng ta đặt cái từ hum ở đây Hãy thay cho cái từ him hum i am responsible to thì là to đối với ông ấy. chịu trách nhiệm đối với ai vì công việc gì đó. Đối với ai thì đó là to, còn vì công việc nào đó thì for. Bạn có thấy cái, cái viết của tôi không? Tôi vừa uh, dùng cái viết của tôi để viết cái bài học mà. Bạn có thấy cái viết của tôi được không? Do you see my pen? Thì cái từ ít ở đây chúng ta sẽ thay thế bằng là which thì chúng ta mang hẳn cái thằng witch này lên luôn chúng ta sẽ mang dấu hỏi này lại cuối câu bạn có thấy cái cây viết của tôi cây viết của tôi thì nó rõ nghĩa rồi ha mà với nó tôi mới vừa dùng để xài tôi mới vừa dùng nó để xài đấy ba câu số 10 câu số 10 này là chúng ta đang băng ngang qua cái đồng cỏ mé đầu đầu là cái đồng cỏ ha chúng ta đang băng qua cái đồng cỏ À, chúng ta đã thả diều ở trên đó trên cái đồng cỏ đấy trong cái, cái lúc mà chúng ta còn còn nhỏ trên cái bãi cỏ này đây thì chúng ta sẽ sử dụng là witch chúng tôi à, chúng ta đang băng qua cái cái đồng cỏ cái đồng cỏ mà chúng ta đã, đã thả diều cái thời thơ ấu ha. thả diều trên đó thì chúng ta Bỏ cái từ x ở đây. Rồi, ở trên cái đồng cỏ nó bay nhiều à. Còn nhiều từ bay trên cái đồng cỏ thì ta dùng over ở đây. Over which. Chúng ta đang băng ngang qua cái đồng cỏ. Mà ở trên đó, ngày xưa chúng ta đã thả diều ở trên đó. Rồi, chào các em. Bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé.